Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán. Thì như đã hứa thì cuối tuần, hàng tuần thì mình sẽ làm một cái chủ đề rất là hay và mình nghĩ rất là thách thức. Hầu hết tất cả những người mà làm kênh YouTube về về chứng khoán anh chị nhé, thì cái chủ đề nó rất là hay. Nó là kiểm chứng và đo lường lại tất cả những cái cổ phiếu mà mình đã chia sẻ và khuyến nghị với các anh chị trên bản tin hàng ngày. Cái nội dung này thì mình nghĩ là nó cũng rất là thách thức, nhưng mà các anh chị cũng phải hiểu rằng là khi mình làm cái kênh YouTube về chứng khoán á, thì mình không phải là mục đích là để là giảng dạy hoặc là chia sẻ cho các anh chị những cái định hướng hoặc cái cách tiếp cận sai lầm, và mình muốn chia sẻ với mọi người một cái tư duy rất là mở, rất là thực tế, và mình nghĩ là nó thực sự nó hiệu quả với bất cứ nhà đầu tư nào, đặc biệt là với các nhà đầu tư cá nhân. Và mình chấp nhận mình làm cái việc này, tức là mình sẽ kiểm chứng đo lường tất cả những cái cổ phiếu mình khuyến nghị sau một cái đợt nào đấy. Mục đích mình làm như thế làm gì? Để cho các anh chị hiểu, các anh chị có cái niềm tin về cái cách tiếp cận là đúng, và chúng ta sẽ có một duy trì một cái tâm lý đầu tư thực sự là nó vững vàng. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai là bản thân mình cũng muốn thách thức bản thân mình, tức là challenge chính bản thân mình. Là gì? Challenge là mình cũng sẽ cùng với tất cả mọi người sẽ là liên tục hoàn thiện cái phương pháp hơn, đúng không ạ? Mình muốn chia sẻ là khi chúng ta đầu tư, chúng ta sẽ có một cách tiếp cận đúng đắn. Khi có một cách tiếp cận đúng đắn rồi thì chúng ta sẽ phải 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 tham gia theo đúng cái cách mà chúng ta tiếp cận, chúng ta xây dựng như vậy, đúng không ạ? Nếu không ổn thì chúng ta sẽ sửa quy trình, sửa cách làm, chứ không phải là chúng ta nghĩ một đằng mà chúng ta làm một nẻo. Chúng ta bị chi phối quá nhiều về tâm lý thì cái nội dung này cũng thực sự là thách thức, bởi vì cái việc mà khuyến nghị trúng các cổ phiếu nó là một cái việc mà rất là nhiều người không không dám làm cái việc này anh chị nhé. Thì cũng đợt này mình sẽ làm các cái cổ phiếu mà mình chia sẻ với các anh chị từ ngày mùng 10 cho đến ngày 21 tháng 9. Anh chị có thể xem này, từ ngày mùng 10 đến ngày mùng 10 này cho đến ngày 21 tháng 9 này nhé. Và bởi vì sao lại là 21 tháng 9? Bởi vì chúng ta hôm nay đang là 26, hôm nay là ngày chủ nhật, thì mình sẽ tính tất cả những cổ phiếu đủ T3, đúng không? Chậm nhất là cái ngày 21 này thì là T1 này, T2, T3, tức là anh chị đủ các anh chị bán cổ phiếu cho đến ngày thứ sáu tuần này, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn tất cả những cổ phiếu mà mình có khuyến nghị với các anh chị từ mùng 10 cho đến 21 tháng 9, tức là đã đủ T3 và bán đủ rồi anh chị nhé. Thì hàng ngày thì các anh chị xem trên kênh YouTube Talk Chứng khoán của Tú Vũ thì anh chị thấy là mình đều có những cái chia sẻ nhận định về thị trường, các cái kịch bản, các cái chiến lược đầu tư, và có danh sách các cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ Ken Slim là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là các cái cổ phiếu mà nó kiệt vốn mà có khả năng chạy được. Mình đây đây anh chị có thể xem ở trên kênh YouTube hoặc là xem ở trên website anh chị nhé. Thì nó sẽ có những cái bản tin như thế này, thì anh có thể nhìn thấy. Ngày xưa lúc đầu thì mình sẽ làm cái này, nó diện nó là dạng dạng đồ thị, thì bây giờ mình chuyển qua dạng bảng rồi anh chị nhé. Anh chị có thể xem đây, mình đã bật rồi hết rồi đây. Mình sẽ cùng với anh chị backtest tất cả những cái này, tất cả những cái ngày này. Tuy nhiên cũng phải lưu ý anh chị một điều là giai đoạn này là giai đoạn thị trường sideways nhé. Giai đoạn này là giai đoạn thị trường sideways. Sideways thì sao ạ? Giai đoạn sideways thì bản thân mình chị cũng chia sẻ ở đây là chúng ta chỉ ưu tiên đánh các cổ phiếu kiệt vốn hơn là các cổ phiếu bùng nổ vượt nền nhé. Bởi vì sao? Bởi vì giai cổ phiếu sideways thì nó sẽ có xu hướng rung lắc và điều chỉnh và rút bỏ. Do vậy là cái nhóm này là không ưu tiên nhé. Cái nhóm này là cái nhóm mà không ưu tiên, chỉ là tham khảo thôi, không ưu tiên anh chị nhé, không ưu tiên đó. Cái nhóm kiệt vô này là cái nhóm mà chúng ta ưu tiên hơn. Nhưng mà cũng phải nói với chị là lần này nó cũng rất là thách thức khi mình làm cái video này, và cũng rất là thách thức cái phương pháp tiếp cận đầu tư của mình. Bởi vì khi anh chị biết rồi, trong cái giai đoạn thị trường mà đi lên như thế này, khi mà giai đoạn thị trường đi lên như này này thì nó rất là dễ, đúng không? Các chị thấy là rất là dễ. Những giai đoạn thị trường đi lên thì quá dễ. Nhưng mà các chị thấy là giai đoạn mà thị trường sideways như này thực sự là khó, đúng không? Các chị thấy bắt đầu là mình bắt đầu nhận định từ ngày mùng 10 nhé, cho đến ngày 21 nhé. Từ ngày mùng 10 cho đến ngày 21. Thì các chị nhìn đồ thị VN Index này, từ ngày mùng 10 đây này. Đấy, từ ngày mùng 10 cho đến ngày 21. Đúng không ạ? Từ ngày mùng 10 cho đến ngày 21. Em đây. Thậm chí các anh chị thấy là từ ngày mùng 10 cho đến ngày 21, đúng không? Chỉ số index còn giảm 0,4% cơ. Đúng không ạ? Từ ngày mùng 10 cho đến ngày, cho là VN Index này. Giảm 0,4%. Thì 0,4% thì chứng tỏ thị trường đây là rất là khó. Cũng khó ăn nhé. Nếu mình chia sẻ như thế để chúng ta thấy là trong cái bối cảnh khó ăn như vậy thì các cái cổ phiếu mà mình chia sẻ như thế này như thế nào. Thì mình sẽ đi vào cái ngày đầu tiên nhé chị nhé, là ngày mùng 10 tháng 9 đây này.
ngày 19 này. Cái này là rất là minh bạch anh chị nhé, không hề sửa file nhé. Ngày 19 này, đây ngày 19 đây. Tổng hợp ngày 10 và nhận định ngày 13 đúng không ạ? Đây, anh chị xem các cổ phiếu nhé. BMS, VSC. Đây BMS đây. BMS đây, VSC. Mình đây thì mình có. LTG và GDT. GTG, LTG, GDT đây đúng không ạ? Đây là cổ phiếu bùng nổ này. Nhóm số 2 là các cái cổ phiếu mà Kiệt Vôn này, PET, HCM, GMD và BFC này. PET này, HCM này, GMD, BFC này. DRI và Masan nha anh chị nhé, DRI và Masan đây. Thì cái nhóm này là nhóm tham khảo thôi nhá. Tuy nhiên là cái đôi bên này là mình sẽ chạy theo cái hàm để copy cho anh chị test cho nó nhanh. Nói chung là nó cũng rất là thách thức đấy, bởi vì giai đoạn anh thấy biết chị biết cái thị trường chung nó rất khó ăn như thế rồi đúng không ạ? Thì các cổ phiếu như nào đây nhá, thì mình sẽ copy vào Ctrl C thôi đấy nhá. Mình sẽ vào cái nhóm này, nhóm kim chứng, xóa hết đi, mình làm lại từ đầu cho chị xem. Remove selected này nhá, rồi kiểm chứng mình type in, mình copy cổ phiếu này lại đây thì các chị nhìn thấy này. Bây giờ mình sẽ thống nhất với nhau một cái nguyên tắc nhá, những cái cổ phiếu nào mà lỗ nhẹ thì là mình sẽ bôi màu vàng, lỗ nhẹ hoặc lãi nhẹ sẽ bôi màu vàng, lỗ trung bình một chút, thông thường thì nguyên tắc của chúng ta sẽ không là lỗ có 7% đâu, cho nên anh chị yên tâm. Còn lãi tốt thì để sẽ màu xanh nhá. Và ở đây thì cái mà ý nghĩa nhất á, là đây là mình muốn chia sẻ với anh chị là cái cách mua bán, cái cách mua bán nhé. Thì chị đầu tiên là bắt đầu là với cổ phiếu BMS này, thì đây là ngày mùng 10 này, đây có phải điểm mua bùng nổ đúng không ạ? Cái này ngày xưa nền nó chỗ này nhé anh chị nhé, sau nó mua nó bùng nổ lên xong nó lại rơi lại nó, thì nó lại thành một cái nền mới nhé, lại nền mới. Thì cái theo cái phương pháp của chúng ta thì các anh chị có phải mua ở đây không đúng không ạ? Và nếu cổ phiếu chạy rồi thì các anh chị sẽ làm sao? Các chị bán khi thủng 30 thì các chị bán ở phiên này này đúng không? Các anh chị sẽ bán ở cái phiên 20 này đúng không? Thủng 30 bán vào đường xanh này, này thì các anh chị lỗ 2,3%, lỗ 2,3% đúng không ạ? Đây các anh chị nhìn thấy 2,3% này, lỗ 2,3% thì là lỗ nhẹ đúng không ạ? BMS là lỗ nhẹ nhé, lỗ nhẹ là màu vàng này. Tiếp nhá, VSC, VSC các anh chị mua ở đây đúng không ạ? Và các anh chị bán ở phiên này cũng thủng 10 theo đúng nguyên tắc thôi, chúng ta mua ở đây. Bản thân mình chia sẻ với các anh chị cái cách đầu tư là không có cảm xúc gì cả, mọi thứ là theo đồ thị hết, không có một chút nào gọi là cảm tính hay là cái gì đấy mà sẽ phải suy nghĩ, mọi thứ nó là theo kịch bản hết. Đây chúng ta sẽ bán đây, và cái này các anh chị sẽ lỗ nhẹ 1,8% đúng không ạ? Lỗ rất nhẹ 1,8% nhé. Đây là chỉ là các cái nhóm tham khảo đấy anh chị nhé, nhóm này không ưu tiên nhé, nhưng mình sẽ rà soát hết. Lỗ nhẹ LTG thì sao? LTG thì sao? LTG thì các chị mua đây đúng không, mua rồi, và các anh chị sẽ phải bán ở điều này mới thùng 30 đúng không, các anh chị sẽ lỗ nhẹ là 3,4%. Đấy các chị thấy không, giai đoạn thị trường nó khó thì nhé, cổ phiếu mua bùng nổ gần như là cũng là khó ăn. GDT nhé, GDT này, GDT các chị mua ở đây đúng không, để trước nó nền nó phía dưới này xong mình đang trên rồi nhé, thì là chúng ta sẽ bán ở phiên này các chị sẽ lỗ 2,5%, 2,5% đúng không ạ, lỗ nhẹ nhé. Các cổ phiếu này đều lỗ nhẹ mua nổi. Thì bây giờ các cổ phiếu này thì sao nhá, các cổ phiếu Kiệt Vôn đó, PET này mình sẽ copy vào đây, copy này mình sẽ vào chỗ kiểm chứng cái này, type in này mình copy nó xuống đấy. Thì HCM này, HCM các anh chị có phải mua ở đây không? HCM là mua ở đây đúng không ạ? Thì đối với những cổ phiếu này là những cổ phiếu trong nền nhé, đây là cổ phiếu trong nền, trong nền thì các anh chị chúng ta sẽ bán bằng cách nào? Thứ nhất là nếu nó chạy rồi, trong nền mà chạy rồi thì các anh chị có thể dùng MA20, MA20 là cái đường màu đỏ này đúng không ạ? Tuy nhiên là cái này, cổ phiếu này nhá thì sẽ có hai cách bán, khi mà nó thủng MA20 anh chị bán với điều kiện nó chạy rồi, nhưng thực ra cổ phiếu này chưa chạy thì anh chị có thể dùng cái vùng hỗ trợ cũ này, anh chị vẽ cái đường này ra thôi, rất là dễ. Đây, nó chính là cái đường này, này đúng không ạ? Thì hiện nay là cơ bản là nó mới trong cái giai đoạn này chưa bị thủng nhé chị nhé, gần như là nó vẫn trong, đây là cái nền này, trong nền chúng ta sẽ đánh trong nền,
Và hiện nay cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn là em chỉ thấy lỗ có 1,3% thôi. Lỗ 1,3% đúng không ạ? Trong nền mà chúng ta chưa bán cổ phiếu HCM này, chúng ta mua ở đây và chúng ta chưa bán nhé. Vẫn trong nền mà chưa bán đúng không ạ? Đấy, ok. Cái này là màu màu vàng BH sorry, HCM chứ. HCM nhé. Thế còn phiếu PET này thì sao? Sao PET không không có ở đây nhỉ? Mình sẽ có ở đây. PET. PET thì các anh chị ở đây. Đây là Kiệt Vôn đúng không ạ? Và các anh chị mua ở đây. Thì cổ phiếu này xong rồi nó, sau khi mua xong thì sao? Sau khi mua xong nó bùng nổ vượt nền. Đúng không ạ? Nó bùng nổ vượt nền thì chúng ta sẽ bán vào 30, chúng ta sẽ bán ở phiên này này. Anh chị nhá, chúng ta sẽ bán ở phiên này. Thì các anh chị huề nhé. Không không lỗ không lãi. Mất phí giao dịch thôi. Đúng không ạ? Tiếp GMD nhé. GMD này. GMD thì các anh chị mua ở đây. Đúng không ạ? Xong rồi nó bắt đầu nó lại bùng nổ nó chạy. Bùng chạy rồi đúng không? Chạy rồi thì chúng ta sẽ phải dùng cái gì để sau khi cổ phiếu chạy thì các anh chị dùng cái gì ạ? Đây nhá các anh chị, chúng nó sẽ có cái nền nhỏ ở trên này. Cổ phiếu chạy rồi chúng ta sẽ bán ở MA20, chúng ta sẽ bán ở phía này nhé. Các anh chị sẽ lỗ nhẹ 1,6%. Lỗ nhẹ 1,6% nhé. Còn đối với BFC thì sao? BFC nhé. BFC đây, các anh chị mua ở đây. Đúng không ạ? Thì cổ phiếu này nó là cổ phiếu trong nền và chưa chạy. Thì anh chị có thể dùng dùng cái mức hỗ trợ cũ chính là cái mức này này. Chính là dùng cái mức 33,55 này bán thì các anh chị sẽ bán ở phiên này này. Nhé. Các anh chị sẽ bán ở phiên này này. Đủ T1, T1, 2, 3 bán phiên này. Lỗ phiên cổ phiếu này thì lỗ nhiều hơn một chút, khoảng 6% đúng không ạ? Thì cổ phiếu này lỗ nhé. Lỗ nhiều hơn một chút, có thể lỗ nhiều hơn một chút BFC. Các anh thực chị thực ra cái hay nhất cái việc của cái việc kiểm chứng cái phương pháp của mình này là các anh chị đo lường rất là cụ thể và minh bạch, và thứ hai là anh chị sẽ học được cái phong cách giao dịch của mình. Khi chia sẻ như này là anh chị gần như mọi thứ đồng dạng, không có gì là khó và không có gì là phức tạp và cũng chẳng có gì là bí mật cả. Mình muốn chia sẻ với anh chị là cái cách tiếp cận như thế, không có công thức bí mật trong đầu tư chứng khoán anh chị nhé. Tiếp DRI này. DRI thì các anh chị mua ở đây đúng không ạ? Và các anh chị sau khi mua xong thì cổ phiếu này bùng nổ chạy rồi, nó chạy thì các anh chị có thể bán ở MA20, thì các anh chị bán ở phiên này này đúng không? Các chị đây này, mua mua ở đây đúng không? Chạy lên chạy lên chạy lên này thì coi như là nó chạy trong nền, thì các anh chị có thể bán ở MA20, có thể bán ở MA20, có thể bán ở phiên này bán này đúng không? Phiên này bán rồi thì các anh chị sẽ lỗ, không lỗ mà các anh chị lãi 1,5%. Cổ phiếu này lãi nhé, lãi 1,5%. Lãi thì tưởng thôi để màu xanh nhạt này đi. Thì có Masan thì sao? Masan thì sao? Masan các anh chị mua ở đây. Đúng không ạ? Đấy, sau khi mua xong này, nó tiếp tục chạy rất là ngon đúng không ạ? Thì cổ phiếu này anh chị vẫn đang có lãi nhá. Các anh chị có thể bán ở đây. Có thể bán ở đây khi mà nếu nó thủng MA10, còn nếu không có anh chị vẫn giữ được không sao cả, nó sẽ tích lũy tiếp ở trên này. Nhá, thì cổ phiếu này là cổ phiếu thành công nhá, cổ phiếu Masan là cổ phiếu mà anh chị thành công. Đấy. Tiếp mình sẽ đi tiếp vào cái ngày hôm sau này, là ngày 13 này. Anh chị nhớ thì anh chị nhìn lại cái ngày mùng 10 là gần như là thị trường là rất là khó ăn, khó nhằn đúng không ạ? Thì các cổ phiếu bùng nổ vượt nền là gần như vàng hết này. Các cổ phiếu Kiệt Vôn cũng thế nhá. Cũng rất là nhiều cổ phiếu vàng, chỉ có hai cổ phiếu xanh thôi. DRI là xanh nhẹ nhẹ. Và Masan là xanh nặng hơn, đúng không? Tốt hơn đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ đi tiếp vào ngày hôm sau này, là cái ngày 13 này. Chúng ta có cổ phiếu gì ạ? FRT và WSS này. FRT này, WSS này, SBV và LIG này, SBV này, LIG này, đúng không ạ? Rồi hết rồi. Về đến cổ phiếu này là có gì? BCC và VSH này, BCC này, VSH này, đúng không ạ? Tiếp này. Long Hậu và HDC này, LHG này, HDC này. Thế rồi.
Ok, ngày 13 đúng không ạ? Ngày 11 đúng không ạ? Ngày 13, ngày 13. Ngày 13 đây nhỉ? Ngày 13. Ngày 13 đây. Ngày 13 thì bên mình sẽ xóa hết các cổ phiếu của cái ngày hôm nay đi nhé, để mình cho về cho dễ. Remove này. Xóa hết này. Ok, mình sẽ copy lại nhá anh chị nhá, cái này. Thì là mình sẽ phải để sang cột D đúng không ạ, D để D đấy, FLT đấy, các chị nhìn thấy FLT đấy đúng không đấy, thì đây ở mình sẽ ghép tất cả cái nhóm trên này vào nhóm dưới đi, ghép tất hai nhóm vào là một như vậy này đấy nhá, thì chúng ta sẽ copy cái này vào trong này đấy, kịp chứng đây đúng không? Ok nhá, bắt đầu FLT này, FLT các chị mua ở đây đúng không ạ, thì mua ở đây là chứng tỏ là mua cổ phiếu, mua bùng nổ đúng không anh chị, mua ở đây thì sau này nó chạy, khi cổ phiếu chạy rồi thì các chị sẽ bán bằng MA10 đúng không ạ, thì các chị có thể bán ở đây, thì các chị bán ở đây thì các chị vẫn lãi nhé, lãi 0,7%, vẫn lãi 0,7%, cái này chắc lãi nhẹ thì mình để này lãi một chút đi, lãi nhẹ nhé. FLT WSS, WSS thì các chị mua ở đây đúng không ạ, sau cổ phiếu đấy vẫn chạy trên MA10 và hiện nay các anh chị đang lãi 2,5%, và cổ phiếu này các anh chị chưa bán nhé, cổ phiếu này các anh chị chưa bán vẫn giữ đấy, ok đúng không. Vậy SBV, SBV này, SBV các anh chị mua ở đây, sau các anh chị sẽ bán ở đây, vì sao các bán đây ạ, vì sao các anh chị bán đây, vì cổ phiếu này nó thủng MA10 đúng không, cổ phiếu chạy rồi thì thủng MA10 chúng ta bán mà, cái này lỗ 5,9%, thì cổ phiếu này các anh chị lỗ một đợt, một đợt đúng không ạ. Cổ phiếu lick thì sao, cổ phiếu lick, cổ phiếu lick các anh chị mua đây đúng không, các anh chị sau khi nó chạy hôm trước nó thủng MA10 thì các anh chị có thể bán đúng không, hoặc là các anh chị lợi nhuận các anh chị có thể giữ lãi được 4%, thì cổ phiếu này các anh chị có màu xanh, màu xanh đậm hơn đúng không ạ. Tiếp về đến chỗ dưới này nhá, BCC này, cái nhóm trên này tham khảo nhé anh chị nhé, nhóm này mua bùng nổ rồi, BCC, BCC này, BCC các anh chị mua ở ở đây, sau đấy cổ phiếu chạy đúng không ạ, sau khi có anh chị mua bắt đầu nó chạy rồi, nó chạy 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 nhưng nó trùng vào 10 thì các anh chị phá đây rồi, các chị bán đây các anh chị vẫn lãi được 4% nhé đúng không, nguyên tắc là cổ phiếu chạy rồi chúng ta bán khi thủng vào 10 mà 4,3% đúng không ạ, cổ phiếu này lãi nhá, nó lãi nhẹ đúng không ạ. VSH sao, VSH thì các anh chị mua ở đây, xong cổ phiếu này, cổ phiếu này chưa chạy, trong nền chưa chạy nhé, thì các anh chị có thể dùng nền để các anh chị để có thể dùng cái phía phía hỗ trợ ở phía phía dưới nền này các anh chị bán, thì hiện nay cổ phiếu này các anh chị mới đang huề nhé, hôm đó là giá bao nhiêu, 28,28 đúng không, hôm nay vẫn là 28, các anh chị đang huề nhưng cổ phiếu này là vàng đúng không. Long Hậu thì sao, Long Hậu thì các anh chị mua ở đây đúng không ạ, sau đó cổ phiếu này mua ở đây thì các anh chị mua lúc nó chưa chạy đúng không ạ, chưa chạy thì các anh chị có thể dùng cái vùng vùng nền để các anh chị bán đúng không ạ, phía dưới nền này thì hiện nay là cổ phiếu này các anh chị vẫn giữ nhé, cổ phiếu này giữ và đang có lợi nhuận 4% nhé, vẫn giữ, thì cổ phiếu Long Hậu này cho màu, màu xanh đấy. Còn HDC thì sao, HDC thì sao, HDC các anh chị mua ở đây chưa chạy đúng không, xong bây giờ cổ phiếu này đang chạy đẹp đúng không, các chị mua phiên này này, hiện nay các chị đang có lợi nhuận 10% rất là đẹp đúng không, HDC 10% đấy, thì như vậy thì các nhìn chị nhìn đây sẽ nhìn thấy cái xác suất thành công thất bại là chúng ta biết ngay. Tiếp theo đến ngày 14 đấy chị nhá, đến ngày 14 này, 14 là ngày này, ngày 14 này đúng không ạ, ngày 14 thì chúng ta sẽ có cổ phiếu gì nhỉ, không có cổ phiếu nào, không có cổ phiếu nào cho điểm mua bùng nổ đúng không, chỉ có cổ phiếu Việt Vôn thôi, là QNSCKG, QNSCKG đúng không, QNSCKG, KSB và MST, KSB MST và GVR, GVR. Ok,
Cái này cột này cột cái là E đúng không? Chúng ta phải chuyển lên qua cột E. Thì các anh chị xem những cái này thì các anh chị sẽ học được cái cách giao dịch của mình nhé, cái cách mà mình hay chia sẻ với các anh chị, cái cách mà chúng ta chia sẻ với cái cách đầu tư. Ngoài ra các cái sử dụng về về Excel và về Ami Broker sẽ tốt cho các anh chị nhé. Đấy, các anh chị mình sẽ copy đường này vào nhé. Ok, trước khi vào copy thì phải xóa các bạn này đi đã. Xóa đúng rồi, đây tạp pin copy vào đây. Ok nhé, Queen S. Cái này là ngày bao nhiêu nhỉ? Cái này của chúng ta là ngày 14 đúng không ạ? Mình chuyển ngay một chút. 14 đây. Đúng không ạ? Đấy. Các chị có phải QNS đúng không? QNS các chị mua ở phiên này. Từ lúc các chị mua thì nó đều chạy, chạy, chạy vào trên MA10 đúng không ạ? Hiện nay đang có lãi 6,4%. Vậy là cổ phiếu này là màu xanh. Màu xanh đúng không ạ? Với CKG thì sao? CKG các anh chị là CKG là đây điều này đúng không ạ? Thì các anh chị sau khi mua nó bắt đầu nó chạy và nó vượt nền, và sau khi cổ phiếu vượt nền rồi thì chúng ta sẽ dùng MA10 để chúng ta bán đúng không? Chúng ta bán rồi có thể bán phiên này trước rồi đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn có lãi 3,9% anh chị nhé. Đây 3,9% này, 3,9%. Ok, đây thằng KSB nhé, KSB này, KSB là các anh chị mua đây. Sau đấy cổ phiếu này chạy 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 đúng không ạ, và vượt nền thì các anh chị thấy nó thủng MA10 các anh chị có thể bán ở đây cũng được nhé, có thể bán hôm vừa rồi cũng được thì anh chị có lãi 2,7% nhé. Đấy, MST nhé, MT này, MCT các anh chị mua đây. Cổ phiếu này là cổ phiếu chạy trong nền thì các anh chị sẽ bán ở phía này là các anh chị sẽ lỗ lỗ 2,4% nhé, lỗ 2,4%. Đấy. GVR thì sao? GVR thì các anh chị thấy là chúng ta sẽ mua ở đây. Cổ phiếu này là cổ phiếu vượt nền đấy chị nhé, nó có vượt nền ở đây này. Mình chắc là phải vẽ lại cái này đây. Xin lỗi anh chị, vẽ lại chút cái này từ cũ. Đây. Đây các anh chị thấy là chúng ta mua ở đây đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bán ở phía này. Và các anh chị sẽ lỗ 4,2%, lỗ nhẹ đúng không ạ? 4,2%. Đấy đấy thì các chị nhìn thấy những cái chỗ màu vàng là lỗ nhẹ hoặc lãi nhẹ này đúng không ạ? Nói chung là lỗ nhẹ, những cái chỗ màu vàng là lỗ nhẹ, những cái lỗ màu đỏ là lỗ 6%, xanh này là lãi khoảng từ 2 đến 4% và xanh đậm là lãi nhiều hơn hoặc là đang nằm giữa đúng không ạ? Đấy, tiếp theo đến ngày 15 anh chị nhé, ngày 15 này, ngày 15, ngày 15 đúng không ạ? Đây ngày 15 đây, cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên là có gì? ITD và Masan. ITD và Masan, ITD này, MSN này, ITD và MSN này, hết rồi. Bây giờ đến cổ phiếu, à vẫn còn nhiều, GEG và HT1, GEG này, HT1 này, BCC và Hút. BCC và Hút. Ok đúng không ạ? Rồi. Bên nhóm bên dưới này có gì? NTL và HDG. Rồi NTL HDG. NTL HDG. HCM và MBS, HCM. HCM MBS đúng không? HCM và MBS. Và VND và VCS. VND, VCS có vẻ hơi nhiều đúng không ạ? Hơi nhiều rồi. PTB và TV2. PTB này, TV2 đúng không? Các anh chị tiếp lại phải sửa cái này sang nó là cột F nhá. Chúng ta lại sửa cái này qua cột F. Đúng không? Các chị có cột F. Đấy, bên các anh chị copy cái danh sách vào thôi. Nhá, copy sang bên này. Chúng ta lại xóa cái này đi. Remove đi. Ok, đúng không ạ? Đây. Điểm chứng này type in copy vào đấy thì các anh chị có ITD là các anh chị mua ở đây và các anh chị có thắng lợi lớn đúng không ạ? Ok, ITD thắng lợi lớn nhá, bây giờ vẫn nằm giữ ITD nhá. ITD đây màu xanh rất là đẹp đúng không? Thắng lợi lớn. Masan, GEG, Masan ok nhá, các anh chị mua điểm mua bùng nổ, sorry
ngày 15 đúng không ạ? Đây. Ngày 15 thì cổ phiếu massage này nếu điểm mua bùng nổ đây và chúng ta ở đây sẽ là lỗ nhẹ 1,7%. Dùng MA10 mà, sau khi chạy thì dùng MA10 mà. Lỗ nhẹ màu vàng. GEG thì sao? GEG thì sao? GEG mua ở đây đúng không ạ? Và sẽ bán khi nó thủng MA10 bán đây. Cổ phiếu này lỗ 5% anh chị nhé, lỗ 5%. Thủng MA10 bán mà. Đó. Chỗ này 5% thì mình thấy nó là vẫn ít đúng không ạ? Còn 6 6 7% thì sẽ để màu đỏ. Dưới 5% màu vàng nhé. Cho nó lên màu ấy đi, từ 5% trở lên cho màu màu đỏ nhé, từ trên 5%. Cho đó, trên 5%. Từ 5 cho đến 7%. Không bao giờ chúng ta sẽ lỗ nhiều hơn đâu nhé. Còn chỗ này thông thường là lỗ nhẹ khoảng 2 đến 3%. Lãi nhẹ thì mình sẽ để màu lỗ nhẹ thôi. Lãi nhẹ xanh nhạt. Đưa vào nguyên tắc để chúng ta sẽ hàng hàng tuần chúng ta sẽ làm cái bài toán này thì các anh chị sẽ hiểu được, tin được, đánh giá được cái hiệu suất của cái phương pháp của mình, cũng như là các anh chị sẽ có một cái mindset, có một cái tư tưởng, có một cái cách tiếp cận đầu tư nó ổn định nha anh chị nhé. HT1 thì sao? HT1 đây, HT1 điểm mua bùng nổ ở đây đúng không? Và chúng ta sẽ bán ở đây MA10 mà, chúng ta sẽ bán ở phía này, mua ở đây và bán ở phía này, lỗ 3,7%, lỗ nhẹ đúng không ạ? Màu vàng. BCC và hút thì sao? BCC đây, BCC các anh chị mua ở đây và các anh chị bán đây đúng không ạ? Lỗ 1,5%, lỗ nhẹ đúng không ạ? Hút thì sao? Hút thì mua ở đây và trên MA10 đi lên và chúng ta đang có lợi nhuận và vẫn đang nắm giữ 8,5% đúng không ạ? Đấy thì các anh chị sẽ có thằng BCC này màu vàng và thằng này màu xanh đậm. Thì nhá, nó rất đấy, rất cụ thể như thế. Tiếp phía dưới là NTL này. NTL thì sao? NTL chúng ta mua ở đây. Và chúng ta sẽ sau khi mua xong thì cổ phiếu này vượt lên MA20 rồi thì chúng ta sẽ bán bằng MA20, sẽ bán ở phía này chúng ta lỗ nhẹ 1,6% đúng không ạ? HDG. HDG thì cái H, từ từ. Cái này lỗ nhẹ một vàng. Về HDG nhá, HDG này. HDG chúng ta mua ở đây và hiện nay các anh chị vẫn đang nắm giữ cổ phiếu và đang có lợi nhuận đúng không ạ? 9,6% rồi nhá, rất là đẹp. Chỗ này chúng ta sẽ là màu xanh. HCM thì sao? HCM là quen quen lúc nãy vừa làm rồi đúng không? HCM đây, có thể mua đây. Sau khi mua xong, khi chúng ta mua ở cái điểm này nhé, là cổ phiếu này nó vẫn chưa chạy, cổ phiếu này vẫn chưa chạy, chưa tựa chưa vượt lên phía trên này, nó vẫn trong nền và chưa chạy, cho nên chúng ta sẽ cắt lỗ bằng bằng cái vùng hỗ trợ phía dưới và hiện nay cổ phiếu này chúng ta vẫn giữ và chúng ta đang có lợi nhuận là 2,6%. Đấy, HCM này vẫn lãi nhá. Lãi nhẹ này. MBS. MBS. MBS thì sao? MBS ở đây các anh chị mua ở đây. Thì anh chị mua ở đây thì các anh chị sẽ phải bán bằng cái này, không phải bán bằng MA20 đâu mà phải bán ở phía dưới này này. Các anh chị vẫn đang nắm giữ thôi, chưa lỗ nhẹ nhá, 2,9%. Lỗ nhẹ 2,9%. Viên đi. Viên đi nhé, viên đi mua ở đây đúng không, thì có thể bán được mà chưa thủng MA20 nhé, đang huề lỗ nhẹ 1,7%, lỗ nhẹ 1,7%. Rồi VCS thì sao? VCS thì các anh chị mua ở đây, sau đấy chạy chạy bùng nổ và vẫn duy trì, cái này có lợi nhuận lớn nhé, 6,3%, đang có lợi nhuận là 6,3% đúng không ạ? Lợi nhuận tốt 6,3%. PTB các chị mua ở đây, xong cổ phiếu này rất đẹp, chạy 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 bùng nổ và hiện nay vẫn giữ cổ phiếu và có lợi nhuận tốt màu xanh đúng không ạ? TV2 thì sao? TV2 thì các chị thấy là chúng ta mua ở đây và sẽ phải bán bằng ở phía này nhé. T1, T2, T3 và các chị lỗ 3,6%, 3,8%, lỗ 3,8% thì là màu vàng, lỗ nhẹ đúng không ạ? Ok nhá, bây giờ mình sẽ chuyển qua ngày 16. Mình xóa cái này đi, chuyển qua ngày 16. Các chị thấy đầu tư chứng khoán thế này nó có đau đầu không? Chả đau đầu tí nào đúng không? Mọi thứ đều rất là toán học thôi. 16 nhá. 16 chúng ta có cổ phiếu nào? Ôi nhiều ghê nhỉ, chỗ này nhiều thế. Chắc là copy đâu.
nộ KDH IDG và NTL nhiều thế. KDH KDH IDG NTL BMI và APS BMI APS APS thực ra anh chị cũng phải thấy rằng là cái giai đoạn thị trường sideways á, cho nên ít cái cổ phiếu bùng nổ mà cho điểm mua thôi, nhưng giai đoạn mà thị trường nó chạy nhiều lắm, rất là nhiều. VNP DHM và TNG VNP này DHM TNG này ok đúng không ạ? Tiếp phần dưới này nhá, nhiều ghê nhỉ, sao nhiều thế nhỉ? Chỗ này chủ yếu chứng khoán á, toàn chứng khoán á. BMS VND nhiều quá, chắc là mỗi hôm lần sau chỉ ấy thôi, chỉ giới hạn là khoảng 5 khoảng 3 cổ phiếu thôi. VND VND SSI HCM tôi bỏ bớt đi, nên nói chứng khoán HCM đúng không? Câu chỗ này là GVR nhé, bảo mấy câu chứng khoán này nhiều quá, giống nhau quá, nó giống nhau mà. GVR KSB GVR KSB GVR KSB DBC và PC1 DBC PC1 PC1 nha chị nhé. Đây là cột G đúng không ạ? Cột G. Đấy. Và đây là ngày 16. Ngày 16 đây đúng không ạ? Ok. 16 này thì có thể khang điền này, khang điền thì các anh chị mua ở đây là bùng nổ đúng không? Sau anh chị sẽ hiện nay vẫn đang nắm giữ chưa thủng MA10 nhé, đang nắm giữ lỗ nhẹ màu vàng, lỗ 1,6%, lỗ nhẹ màu vàng đúng không? IDG IDG mua ở đây đúng không ạ? Lãi lãi tốt nhé, vẫn trên MA10 đúng không, vẫn nắm giữ cái này thì lãi tốt rồi. NTL 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 thì là cổ phiếu này chưa vượt nền, chúng ta sẽ bán bằng MA20 nhé, thì chúng ta sẽ lỗ nhẹ nhé. À đây chưa chưa vượt nền, chưa vượt nền, cổ phiếu này chưa vượt nền bán bằng MA20 anh chị sẽ lỗ nhẹ nhé, hơn 4%, lỗ nhẹ. BMI BMI thì các chị mua ở đây, sau đấy cổ phiếu này đang chạy đẹp và đang có lợi nhuận 9% đúng không ạ? Tất nhiên là không phải là chúng ta mua tất cả những cổ phiếu này anh chị nhé, đây là mình chia sẻ về cái quan điểm đầu tư thôi, chứ không phải là chúng ta mua tất cả những cổ phiếu này thì ai mà sức đâu mà mua được đúng không ạ? APS APS thì đang mua ở đây đúng không, các chị mua đây vẫn nắm giữ ok, có lợi nhuận 9,6% đúng không? 9,6% về VNP 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 các chị mua ở đây, sau nó chạy rồi thì sẽ bán bằng người bán ở phía này và chúng ta lỗ, sao còn lỗ nhiều đấy nhỉ, mua ở đây này đúng không? À đây người bán phía này của này lỗ 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 9% đấy, hơn 9% rồi lỗ rồi. Về DHM DHM các chị mua ở đây đúng không, nó chạy 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 thủng MA10 các chị bán rồi, cái chị lỗ có 0,4% thôi, lỗ nhẹ nhé, phần mềm lỗ nhẹ màu vàng. Và TNG TNG nhé, TNG nhiều bạn hỏi cổ phiếu này này, cổ phiếu này là cổ phiếu các chị mua đây nhé, xong mau thủng MA10 phía này là T1 này T2 này, T2 là chúng ta chưa kịp bán bởi vì hàng chưa về mà thủng MA10 rồi, phía này chúng ta sẽ bán, các chị sẽ lỗ 9% nhé. Cái này là cổ phiếu sàn HDX cho nên nó biên độ hơi lớn, cái này lỗ nhé. Đấy, hai cổ phiếu lỗ. Tiếp bọn bên dưới nhé, bọn này dưới này giống nhau lắm. BMS này thì các anh chị mua ở đây và các anh chị sẽ bán ở đây, lỗ nhẹ nhé, lỗ nhẹ. Tiếp tục VND này, VND này thì nó mua ở đây và bán ở đây à, 1 2 T3 các chị có thể bán chưa, cổ phiếu này chưa bán nhé, cổ phiếu VND các anh chị chưa bán nhé, các anh chị mua ở đây nhé, sau đấy nó trong nền
trong nền nhưng mà nó chạy rồi thì anh chị bán ở MA20 nhưng chưa thủng thì vẫn giữ. Đều là màu vàng nhé, SSI này màu vàng nhé, trong nền nhé. Lỗ nhẹ có 1,6% thôi. HCM này thì vẫn có lãi nhé, HCM thậm chí là xanh nhé. HCM anh chị mua ở đây lãi nhá. Thì bây giờ mình bôi mấy màu này luôn, mình thể luôn cái này này là màu vàng này, cái này là màu xanh này. GVR là màu gì đây? GVR các anh chị mua ở đây thì các anh chị sẽ bán ở đây MA20 đúng không? Lỗ 5%. Cổ phiếu này là cổ phiếu chưa chạy, trong nền nếu chưa chạy các anh chị có thể bán khi nó ở vùng phía dưới này cũng được nhé. Thì hiện nay các anh chị đang lỗ 3,6% thôi. Màu vàng được nhé, 3,6% vẫn đang giữ được. KSB mua ở đây. Thủng MA20 anh chị bán ở đây đúng không ạ? Chưa bán được thì thông thường các anh chị mua ở đây nhé. Xong rồi cổ phiếu nó chạy này. Xong chạy này thủng MA10 này. Đúng không? Thủng MA10 thì các anh chị có thể bán ở phía này nhé. Hoặc là có thể vẫn nắm giữ được nhưng mà theo mình thấy là nên bán. Thì cổ phiếu này nó sẽ cũng là lãi nhẹ hoặc lỗ nhẹ thì thôi mình để màu vàng. Nhé, KSB thì có thể bán rồi màu vàng. DBC thì sao? DBC thì các anh chị mua ở đây. Sau đấy nó vượt nền đúng không? Vượt nền thì các anh chị sẽ bán ở MA10. Thì các anh chị sẽ bán ở phía này thủng MA10 rồi thì các anh chị có thể bán. Thì khi bán các anh chị sẽ về nhé. Về cổ phiếu này về không lỗ đâu. PC1 này. PC1 thì có thể là mua ở đây này. Sau đấy các anh chị bán khi nó thủng MA10. Này này, các anh chị lỗ nhẹ nhé. Lỗ 3% nhé, lỗ nhẹ. Đó thì các anh chị thấy không? Khi thị trường sideways nó cũng rất là khó nhằn đấy, không phải là dễ đâu đúng không? Tiếp đến ngày 17 nhé. Ngày 17. 17 đây. Ôi nhiều thế. Chắc là mình sẽ bật cái file Excel lên thôi chứ này dày quá. Ngày 17. Dày quá. Ngày 17 đây, mình sẽ copy như thế nào đây. Mình sẽ bật ngày 17 này. Đây đúng không? Copy qua bên người này. Ui, nhiều thế. Để mình chờ một chút, mình chèn thêm mấy cột vào đây nhé. 1, 2, 3, 4. Nhiều đấy nhỉ. Đấy. Ở những cái cổ phiếu này thực ra là chúng ta cũng không ưu tiên mua đâu nhé, bởi vì các chị đây. Đúng không? Nhiều quá nhỉ. Phía bên dưới thì sao các cổ phiếu? Đúng nhỉ. Nhiều. Phần dưới này thì ít hơn này. Dưới này chứng khoán nhiều này, BMS, MBS này. Cho mình gõ vào thôi. Có ở trong này không nhỉ? BMS đây, nhiều ghê. Sao cái này không có C4G nhỉ? Hút, hút PHP. Hút PHP, đúng không? Đấy, nhiều quá nhỉ? Anh chị thấy nhiều đúng không? Cái này chúng ta sẽ copy xuống đây. Đây, mình sẽ copy vào nhé. Chắc là lần sau sẽ giảm cái danh sách đi để danh sách nhiều quá. Ok này, type in này, copy vào đây này nhá, đăng điền này. Ngày 17 đúng không ạ? Ngày 17, ngày 17 này, ngày 17 này. Đây đây là cột, đây là cột cột H. Đây mình sửa đây hình H. Đấy. Các bạn Ctrl C này. Xóa vào này đi. Có trình đi này, remove này. Ok nhá, type in này. Đấy, SCR này. SCR thì ok nhá, các anh chị mua ở đây vẫn đang chạy nhá đúng không?
màu xanh nhé. Tắt cái này. Màu xanh này. Đúng không? HTG. HTG. Đây chị mua đây đúng không? Chưa thủng MA 10 đúng không? Mới có lợi nhuận, vẫn đang nắm giữ được màu xanh nhé. Và HDC cũng là màu xanh nhé. VSD là màu xanh nhé, đúng không? Vẫn đang nắm giữ mà. HVS cũng thế nhé, sau khi mua đây đều đang chạy nhé. Thì chỗ này này, HTG, HDCP, chỗ này là màu xanh này, đúng không? HVS, VFS này, HVS này, HVS này thì là hiện nay lợi nhuận thì là 0,9%, lợi nhuận là 0,9%. Tuy nhiên là lỗ trên MA10, nắm giữ được VFS này nhé. VFS này thì là màu vàng nhé, lỗ 4,5%. VND này thì cũng là màu vàng. TPP thì vẫn là màu xanh nhé. LSS này thì cũng là màu màu vàng nhé. Mấy cái thằng này là đều màu màu vàng. Tiên Phong Banh vẫn là màu xanh. LSS đâu nhỉ? LSS là màu vẫn lãi nhá, 1,7% nhá. Đấy mà màu xanh nhạt đi. DBC và PTB. DBC này, DBC thì là màu lỗ nhẹ nhé, 3,6%. PTB vẫn là màu xanh nhé. VTO vẫn là màu xanh nhạt nhưng vẫn có lãi nhé, vẫn chạy nhé, 3,3%. Thằng này là màu quên rồi. Này là màu vàng này, màu xanh này, màu xanh này, này màu vàng này, màu xanh này. Hai màu đưa màu xanh này đúng không? VTO này là một màu xanh xanh nhạt nhé, lãi 33% mà nhưng vẫn trên MA10. GSP này nhé, lỗ nhẹ nhé, cùng MA10 rồi, lỗ 1,9%. GSP lỗ nhẹ đúng không? Tiếp bọn BMS nhé, bên dưới nhé. BMS này thì là lỗ nhẹ này nhé, cái này là tới rồi thì thủng MA20 anh chị phải chạy thôi. BMS này là H upcom mà lỗ nhiều phết nhỉ, 9,7%. Cổ phiếu này là cổ phiếu như này này, mình mới di chuyển đây thôi. Cổ phiếu này là cổ phiếu vượt nền đấy nhé anh chị nhé. Cổ phiếu này là cổ phiếu vượt nền rồi nhé, thì các anh chị mua ở đây này thì các anh chị sẽ phải bán ở đây rồi nhé, thủng ở đây này 7,7% nhé. Thực ra điểm mua của nó là điểm mua này này, đây là điểm mua này, đây là điểm mua của nó này, đây chỉ là cái điểm xác nhận lại thôi. Nhưng mà khi chẳng may anh chị mua đây thì anh chị sẽ không đủ T3 đúng không, sẽ phải bán ở đây 1 2 3 sẽ lỗ 6,5%, lỗ 7%, 7,8%. Thấy màu đỏ nhá. BMS. BMS này thì là BMS thì là lỗ nhẹ nhá, màu vàng nhá. Chưa bán. BCG này cũng là lỗ nhẹ nhá. TCO này lỗ nhẹ nhé. DRI này thủng MA10 chị bán rồi, lỗ nhẹ nhé, đúng không? DPR này cũng lỗ nhẹ nhé, rất nhiều cổ phiếu lỗ nhẹ ở đây. Cổ phiếu này thì là MR lỗ nhiều hơn thôi. Đây cổ phiếu này lỗ nhẹ này, lỗ cái hai màu đỏ này, đúng nhỉ? MR ANV, ANV thì các anh chị mua đây thì các anh chị chưa bán nhé, lỗ nhẹ nhé. ANV, ANV là cổ phiếu chưa chạy mà, trong nền như chưa chạy. HMC thế nhé, HMC là cổ phiếu chạy rồi, bán khi thủng MA10 nhé. HMC nhỉ, rồi sao xem lại ngày ngày 17. Cột H, cột H. Sao lại HMC là cái điểm nó nằm ở đây nhỉ? Cổ phiếu HMC này có vẻ không đúng lắm. 1, 2, 3. Ok, cổ phiếu này chúng ta sẽ lỗ nhé, lỗ 5,5%. VNA chúng ta cũng sẽ lỗ nhẹ nhé. Đây là điểm chạy rồi. Trong nền nhé, thì anh chị bán cái thùng MA20. VNA này lỗ nhiều hơn này. Anh chị chờ chút, chờ anh này.
Cổ phiếu này các anh chị sẽ lỗ 4,8%. Từ chỗ này. Nhá, cái này là bốn lần SWC VSP này. SWC này thì là các anh chị mua cổ phiếu này là cổ phiếu chưa chạy trong nền nhá, thì có thể là các anh chị sẽ bán ở đây này. Đây, đúng không? Các anh chị sẽ bán đây, các anh chị sẽ lỗ nhẹ ở đây này. Đây là T1 nhé, T1 nhé, T2, T3 nhé, đúng không ạ? Có thể bán đây, các anh chị lỗ 3,9%. VHP nhé, VHP cũng lỗ nhé, lỗ nhẹ. Đây này, 1, 2, 3, 7% này. Phút này thì các anh chị có lãi nhé, mua đây các anh chị có lãi nhé. Và C4G thì có lãi nhé. C4G nói chung là mấy cổ phiếu này thì trong này chỉ có hai cổ phiếu này lãi thôi, lãi nhẹ thôi, còn mấy cổ phiếu này đều lỗ. Nhé, tiếp đến ngày 20, tiếp đến ngày 20 thì có phần này ra là nhanh. Không có. Ngày 20, ngày 20, ngày 20, ngày 20. Ngày 20 không có cổ phiếu nào cả, không có. Như vậy ngày này không có. Không có. Không có, không có. Ngày 21. Ngày 21 thì chúng ta chỉ có HDG, PVI, MIG và TVC. HDG, PVI, MIG. Bật copy đây vào cho nhanh đi. Mua nọ. Đây đúng không? HDG. 20. Đã. Đúng không? Các chị thấy đâu? 21 này. Tiếp cổ phiếu. Không phải cái nhóm này cho anh chị tham khảo nó ít hơn thế. Đó, EGC, EGC, KBC, VGS à. Chỗ này danh sách nhiều hơn nhé. EGC, KBC, BCG. EGC, EGC, KBC. BCG và TCO. BCG, TCO. STG, VHC. STG, B. VHC và QTP, VHC. VHC, QTP. VGS. VGS. Đấy thì cái ngày này cột này là cột gì đúng không? Mình sửa cái này hình gì. Đấy thì các anh chị sẽ copy vào. Ok nha, bây giờ chúng ta copy vào. Đang đây. Mình sẽ copy cái này mình xóa đi, Ctrl A. Vào đây, nó chỉnh đi. Xóa. Đó, ok. Copy vào đây. Ok. HDG nhé, HDG thì các anh chị ngày này là ngày bao nhiêu ạ? Ngày 21 đúng không ạ? 21, 21. 21 đây. 21 đây. Các chị nếu chúng ta mua đây chúng ta sẽ bị lỗ nhẹ nhé, 2,2%. PVI này thì vẫn lãi nhé, PVI thì vẫn lãi 14%, đúng không? Rất là đẹp luôn. MIG này thì là lỗ nhẹ nhé, 2,1%. Cái này là HDG, quên rồi, quên. Để lỗ nhẹ lãi lãi đúng không? Mic mic thì các anh chị lỗ nhẹ nhưng mà cổ phiếu này chưa phải bán đó nhé, mic cái lỗ nhẹ nhưng mà chưa phải bán đó nhé. TVC này thì lỗ nhẹ nhé, lỗ nhẹ nhưng chưa phải bán, lỗ nhẹ chưa phải bán, rồi lỗ nhẹ đúng không? Bọn dưới bên này sao? EGC, EGC,
đi xe mua ở đây, sau đây mua thì nó chưa chạy nhưng các anh chị vẫn còn lãi nhẹ nhé, 1,4%. KBC cũng là lãi nhé, lãi nhẹ 3,9%, hai cổ phiếu lãi nhẹ, hai cổ phiếu này lãi nhẹ. BCG lỗ nhẹ nhé, 1,9%. Cái thằng này cũng là lỗ nhẹ 3,5%. STG lỗ nhẹ là lãi nhẹ nhé, ba cái này là lãi nhẹ thì mình sẽ bôi tất cho màu vàng đi, cho bôi này đi cho đúng bản chất. Thằng này thì vẫn lãi nhẹ nhưng mà chưa phải bán. STG này nhé, chưa, chúng ta mua khi mà nó vẫn dưới MA20 và nó chưa chạy trong nền thì chúng ta sẽ bán khi nó thủng nền nhé, khi nó thủng nền lãi nhẹ này. 18. VSC, VSC thì chúng ta lỗ nhẹ nhé, là 3%. QTP thì đang lãi nhẹ 0,6%, thì cổ phiếu này là nó là cổ phiếu chưa chạy nhé, QTP là cổ phiếu chưa chạy trong nền thì sẽ dùng cái vùng hỗ trợ trước này để chúng ta bán. VGS thì lỗ nhẹ nhé, lỗ nhẹ khoảng 6,4% rồi. Mấy cổ phiếu mà HNX này nó lỗ rất là nhanh lỗ đúng không ạ? Đó thì cái này chúng ta sẽ là VSC lỗ nhẹ, lãi nhẹ và lỗ nhiều, lỗ nhẹ, lãi nhẹ. Và này lỗ nhiều hơn đúng không ạ? Ok. Ok đấy thì vừa qua thì mình cũng đã hoàn tất các cái việc đánh giá, các cái chia sẻ các cái cổ phiếu hàng ngày ở trên cái này này. Rất nhiều anh chị nhìn đây thì anh chị thấy nó rất là nhiều đúng không? Nhưng mà khi mình chắp lại thì nó cũng rất là ít thôi nhé. Nó cũng đơn giản để chúng ta có thể phân tích được. Thì mình hy vọng là với những cái việc chia sẻ của mình ấy, thì anh chị có thể tự theo dõi cho mình và kiểm kiểm chứng nhé. Nhưng mà phải nhấn mạnh lại một lần nữa là các anh chị thấy cái giai đoạn này là thị trường nó rất là khó ăn. Đúng không? Khi thị trường khó ăn thì đương nhiên là cổ phiếu này nó cũng rất là khó ăn rồi. Tuy nhiên các anh chị thấy là cái xác suất nó cũng khá là cao đấy nhé. Đúng không? Các anh chị chỗ này là mua là tổng là có bao nhiêu cổ phiếu? 40, nếu tính ra là tổng nhá, có những cổ phiếu nó lặp lại, nó ở nổ hôm trước nó sao nhưng mà tính ra nó sẽ là còn đây chỗ chỗ này. Nhưng mà cái tỷ lệ màu xanh này nó cũng khá là cao nhé. Tất nhiên chúng ta sẽ không ưu tiên các cổ phiếu này, đúng không ạ? Nhưng mà tiếp theo anh chị xem các cổ phiếu Kiệt Vôn này này. Đúng không? Nó chỉ có một vài cổ phiếu là lỗ nhiều hơn thôi, ví dụ như BFC này, BMS, MSR, VGS, tuy nhiên cũng rất nhiều các cổ phiếu được nhá, đúng không? Chứ anh chị có thể tìm được các cổ phiếu như kiểu là DRI, Masan, đúng không? HDC, QNS, CKG, HDG, VCS, PTB, HCM, đúng không? HUT, C4G, IGC, KBC này là những cổ phiếu cũng đang chạy rất là hợp lý. Nói chung mặc dù thị trường nó là khó nhằn, nhưng mình nghĩ là khi mà thị trường khó nhằn như thế thì các anh chị mà bảo toàn được cái nguồn vốn của mình nó cũng là những cái thành công rồi nhé. Tất nhiên đây là cái lead nó khá là nhiều trong cái quá trình ấy, bởi vì các anh chị cũng hiểu là như này này, cái việc của mình chia sẻ ở đây á nó là miễn phí đối với anh chị đúng không, từ kiến thức nó là miễn phí rồi, cái việc phân tích nó là miễn phí rồi đúng không, cho nên là khi mà chúng ta các anh chị lựa chọn á là các anh chị phải phân tích thêm một cái lượt nữa nhé, bản thân anh chị phân tích kỹ hơn một lần nữa. Bản thân mình khi mình chọn nhé, mình vì bản thân mình chọn trong những cái đợt vừa qua bản thân mình cũng có những cái cổ phiếu ở đây thì ví dụ mình có thể chia sẻ, ví dụ có những cổ phiếu như VCS, PTB là có này, HCM là có này, SHS đúng nhỉ, SHS trong này không có nhưng em mua từ trước thì SHS cũng còn này đấy, ví dụ như là Masan này cũng có này đấy, thì đó là một số mình chia sẻ. Thực ra những cái phân tích như này nó rất là cụ thể và nó là thực tế, nó không có cái gì theo hướng hào nhoáng cả. Thì mình cũng hy vọng là với cái cách phân tích, cái cách chia sẻ, cái cách tiếp cận vấn đề như thế này thì cũng sẽ hy vọng là anh chị hiểu cái thông điệp của mình muốn chia sẻ với anh chị là chúng ta hãy hãy minh bạch, hãy hãy quy trình hóa cái cách đầu tư đi thì chúng ta mới kiểm chứng, mới đo lường, mới phát triển được. Nếu không ổn thì chúng ta phải sửa, nâng cấp cái quy trình của chúng ta lên, chứ không có chúng ta không nên dùng các cái cảm xúc đúng không, không phải là dùng các cái tin đồn hoặc dùng các cái lời khuyến nghị theo hướng nội bộ các thứ thì nó sẽ rất là dễ mà chúng ta bị sa đà vào các cái diễn biến tâm lý trong đầu tư nhá. Thì giai đoạn này thị trường nó rất là khó nhá, thì cái chính là nhiệm vụ của chúng ta là đúng
giống như mình nói đúng là phải lợi nhuận lớn đúng không, còn sai thì chúng ta sẽ phải bảo vệ được cái tài khoản, đấy là cái quan trọng nhất, đó là cái thông điệp của mình nhá. Như mình cũng khẳng định với chị, giai đoạn nếu mà thị trường mà đi lên ngon á, mình đảm bảo gần như cái chỗ này trúng 80% nhá, cũng không 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 phải là chém gió đâu, nhưng mình nghĩ nó sẽ đúng được khoảng cho anh chị khoảng 70-80% nếu thị trường lên lên ngon. Còn khi thị trường âm thì cái chính nhất là anh chị phải bảo toàn được cái lợi nhuận nhé. Còn anh chị nào để đầu tư một cách đấy là các anh chị, đây là các anh chị học thôi, nhưng mà để đầu tư ấy, thì theo mình nghĩ là anh chị cần có cái sự nghiên cứu một cách bài bản về cái phương pháp đầu tư Ken Slim và VSA nha. Các anh chị có thể tham khảo cái khóa học chuyên sâu của mình ấy, nó rất là cụ thể, gần như tất cả những cái điểm mua điểm bán là nó gần như là quy trình hết, các anh chị không phải suy nghĩ, không phải ân hận, không phải lo âu, không phải sợ hãi, không phải buồn bã với các cái hoạt động mua bán của mình. Thì có như vậy thì mình mới giữ được cái sự thả lỏng đúng không, cái sự thoải mái trong cái việc đầu tư chứng khoán thì mới có những cái thành thành tích được, chứ chúng ta luôn luôn gọi là FOMO hoặc sợ hãi hoặc là tham lam hoặc mọi thứ cảm xúc thì nó sẽ giống như đánh bạc á, thì rất là khó để tiến bộ. Ok anh chị nhé, thì các anh chị có những cái góp ý nào hoặc có cái comment nào hoặc có cái đề nghị gì thì các anh chị có thể vui lòng comment ở phía dưới của video nhé. Các anh chị thấy video bổ ích thì có thể chia sẻ cho những người cũng quan tâm. Và anh chị đừng quên là like và like video, subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.